anh không thoát được đâu. Tất cả các cửa ở đây đã bị phong tỏa. Thu. Buông cái kéo xuống. Đầu hàng đi. Thu. Tội của anh bây giờ nặng lắm rồi. Đừng để mọi việc đi quá xa. Rồi, thu luôn. Đừng để anh em phải khó xử. Rồi, chúng ta đã... Chúng ta cũng từng là đồng đội của nhau. Thu. Anh cũng từng là một chiến sĩ công an. Anh biết rất rõ nếu chống lại mình lệnh sự... Anh biết rất rõ nếu mà chống lại dịch, chống lại mình lệnh sẽ như thế nào mà. Anh biết rất rõ nếu chống lại mình lệnh sẽ như thế nào mà. Anh Trung rất công bằng và chưa bao giờ thiên vị ai. Thu. Tất cả các anh em ở đây, ai cũng biết anh Trung là người như thế nào. Thu. Anh Trung chưa bao giờ bao che hay là thiên vị cho bất kỳ một ai. Rồi, cho anh thêm cái chữ bình tĩnh đi luôn nha. Chiến, bình tĩnh lại. Chiến. Chiến, bình tĩnh lại. Anh xem đi gì ta? Đây là hồ sơ bệnh án của Minh Khuê. Anh xem thử xem sao hả? Anh xem đi, xe đỏ rồi, Thu. Đây là hồ sơ bệnh án của Minh Khuê. Anh xem đi sẽ rõ. Thu. Minh Khuê có thai. Vậy có liên quan đến anh hay không? Chiến, mày đừng dở nghiệp vụ để tao mấy cái trò tâm lý rẻ tiền này đòi lừa tao. Tao khinh. Cái miệng đầu là cái gì vậy ta? Coi. Thu. Nè. Nếu như mà anh không tin, xem hồ sơ bệnh án đi. Thu. Trong đây có cả phim siêu âm. Phim hả? Phim hay hình ảnh siêu âm ta? Trong đây
hình chụp siêu âm không à. Rồi anh sửa đi, phim kỳ quá. Trong đây có cả hình ảnh siêu âm. Sau. Rồi thu luôn. Không đủ can đảm để đối diện với con của mình à. Rồi chiến Minh Khuê chiến không khiếp này chết đi để một cái lúc sau. Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu nhanh lên. Thu. Chiến. Rồi bắn rồi đó. Khúc đó là bắn rồi đó. Thả màu luôn nha. Cô cấp cứu. Chiến. Hết phim hả? Vậy là tập cuối của Mặt Thừa Quyết đã gần kề rồi. Mọi người xem clip Mấy Nghề Lồng Tiếng của Danh, nhớ theo dõi kênh Danh nhiều hơn, nhấn like và nhấn subscribe kênh Danh nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo. Bye bye.